Rồi cô bác ơi, về tới nhà rồi, để quay một đoạn để cô bác thăm mấy đứa nhỏ nhà mình. Ờ rồi nó mừng kìa. Ôi trời ơi nó mừng kìa. Rồi lọt xong luôn hay gì rồi. Ôi trời ơi. Ờ rồi nó mừng kìa. Nó mừng kìa, nó sủa kìa. Nó sủa kìa. Ôi ơi gấu kìa. Lội dưới sông luôn. Ôi trời ơi mừng lắm. Mừng rồi. Ôi ôi gấu. Gấu nè. Pi nè, cò nè, mực nè. Trời ơi quá trời. Ôi lên chạy lên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sủa. Con mèo. Ôi trời ơi quá trời mừng. Coi chừng lọt xong. Coi chừng lọt xong. Trời ơi mấy đứa con. Trời ơi để ta đi kiếm tiền nuôi các con. Rồi rồi con coi chừng lọt xong, chạy lên chạy lên chạy lên con, chạy lên con. Ô mèo ngó người. Rồi rất là chạy lên ôm thêm một thành viên nữa lên. Ôi ơi gì đó mà ôm quần áo dữ vậy. Từ từ chút xíu cho mỗi đứa cái bánh. Đợi xíu nha con. Xíu đi, để soạn đồ xong đó. Xíu đi, sủa quá rồi chắc này. Để mình đem nhỏ này lên. Đem nhỏ này lọt ra ngoài sông nữa. Chạy lên con, chạy lên. Đỡ được rồi. Kiếm cái đèn nó hồi mừng quá trời mừng hả ta. Nó sao mừng rồi, còn mấy đứa nhỏ trong nhà nữa. Rồi nha ta. Đèn bây giờ. Cái đèn bây giờ nó chắc nó dính ở trong cái ba lô rồi phải đem đồ lên rồi mới tính được mấy cái việc này. Nên cái đèn thì trên cái đường đi từ cái ban trị sự trở xuống chừng núi Cấm á cô á, tức là từ trên đỉnh núi đi dài xuống á, thì có phát hiện người ta bán một cái con càng đước nữa cô á, thì mình đem nó về đó. Người ta là mình đem về tới đây để thả cho cái ao của mình. Thật ra là mua nó để phóng sinh chứ không phải mình mua nuôi cô á. Người ta bán đó mà sợ người ta người ta sẽ mua ăn thịt đó, những người có tiền á, thành ra đem về đây để thả nó. Mỗi gì có mừng chết. Cái cá lũ nó mừng không mẹ câu nó mừng. Nghe nói mấy đợt trước á cô bác, mỗi lần mà mình đi về là mấy đứa nó ở dưới cầu nè, nó đợi mình hàng ngày đó cô bác. Nó xuống dưới cầu nè, nó đợi mình không ăn uống hết trơn, cầu đợi mình tới chừng mà mình về rồi đó mình cho ăn rồi nó mới ăn. Còn cái lúc mà mình chưa về á là tụi nó suốt ngày đứng ở dưới cầu này nè, hoặc là nằm ở dưới cầu này đợi mình. Mình nuôi mấy đứa nó nhiều năm rồi, mình kiểu giống như nó nhớ mình là mình đi rồi nó bỏ ăn luôn. Trong còn mấy con mèo với con đốm các còn ở trong quá. Chút xíu để khui bánh ra cho mấy đứa ăn. Đợi xíu đi con. Kiếm tiền nuôi con. Để lấy cái đèn thôi nữa. Còn bé rồng nữa. Để cái điện thoại đi. Cái rồng của mình. Bé rồng. Chào bé rồng. Giấc này bé rồng nó ngủ rồi nè. Xui tay xui chân ngủ rồi. Dìm lên gậy. Ngủ xuôi tay xuôi chân. Đó. Tối rồi. Ngủ về đêm mà. Từ từ con. Mấy đứa trong nhà nữa. Giờ kiếm cái đèn. Có kiếm chắc là kiếm cái đèn cũng chẳng ai. Giờ lấy trong nhà. Để mình nhìn ra cô bác vô tòa nhà chuẩn bị đồ. Rồi cô bác ơi. Lấy được cái đèn. Rồi chắc này mình ra mình thả con càng đước nha. Bắt đèn rồi chẳng sáng cái ngôi nhà nhỏ xíu của mình đó.
cái nhỏ này, nãy giờ nó chạy lung tung lang thang, có cái đèn này đó, đây cái đèn nữa, mình nhiều đèn lắm, nó đó, chắc sách không nổi rồi. Con này quá ốm rồi, con này chắc lâu dữ lắm rồi. Ồ, nó tha cái chiếc giày của mình để sắp ra, để sắp ra. Cũng hơi nặng nữa, nhưng mà đáng lẽ con này mười mấy ký đó, nhưng mà nhặt cái ta để lâu quá, nó quá ốm. Lưới nè. Phải đặt chống xích lại đi cho nó bằng phẳng. Đó. Mình coi thử con nó nha. Gạch nó đi, bỏ đi cái bao đó, bao lục. Đẹp đi. Bự hết hồn ha, nhưng mà nó nhà hứng à, ốm ốm mà ốm thục tuốt ở trong luôn nè, giờ mà ốm thục cả tắt ở trong luôn. Cái này thì không nói gì hết, cái này quá trời ốm ha, ốm khủng khiếp luôn. Có lẽ nó lòi rồi này, từ đời thở nào giờ nó ốm. Nó mấy con mình mới đáp bắt đây, cô bác coi thấy ha, là nó dung tới ngoài rồi luôn, nó dung tới ngoài luôn. Còn con này nó ốm giờ nè, ốm lúc tuốt ở trong luôn. Nó cũng tương đương mấy cái con bự nhất của mình ở đây đó, mà nhặt cái nó quá ốm, nó hõm vô nè, lỏng luôn. Con đực là cái bụng của nó hõm vô vậy đó cô á, và cái con cái là cái bụng nó bằng, nó bị bể cái mai luôn nè, giờ mà bể cái mai sao luôn, bể mai sao, nó bể từ đời nào á, chứ không phải là dắt mình mua đem về bể cô á, nó rớt cái này xuống. Ừ, có thể ai sách chơi cái gì rớt bể nè, mà không biết nó sống nổi hay không, nó lành lên được, không biết thời gian nó có lành hay không, ở đây cũng bể nữa nè, bể tùm lum hết trơn luôn, bể trơn rồi. Không biết có sống nổi hay không, mấy cái miếng này nó muốn rơi ra luôn rồi. Không sao rồi, nó làm được. Cái miếng này nó dính chút da, xuất ra từng miếng từng miếng, chút da. Có dặn dò gì nữa không? Đó, con này là con càng đước nha, chứ không phải con rùa. Nó ốm, con ốm mà nó mất hết trơn thịt. Cái con càng đước thì cái mai của nó cái chỉ ngang nè cô á, cô á thấy à, cái chỉ xuống nè, cái chỉ ngang xuống nè, ngang xuống nè. Có đằng cưa nè. Còn con cua đinh á thì nó có cái gai lên ở khúc sau nè, con cua đinh có cái gai lên. Còn con này con càng đước cái chỉ nó thẳng ngang xuống rồi quá, à, quá thấy à, cái chỉ nó thẳng ngang xuống, nó phân ô vuông giống như là cái ruộng lúa vậy đó. Coi cái đầu của nó nha, vậy nha, ta bắt thằng thịt nha, để đây tu hành đi, có đủ rau cỏ nè, đi đồng hành chết thứ đập quá thằng thịt nhá. Ở đây nha con, họ kêu một con nó lớn bao nhiêu tuổi, gắn ở đây nha con, đừng có đi ra ngoài nha, ở ngoài nguy hiểm lắm nha. Cái ao này là để phóng sinh, có nghĩa là thả con đi tự do, không có ai bắt bớ gì hết. Con ở đây nha, đừng có đi đâu nha, nhớ nha, ở đây làm gì cũng được. Cái này là cái ngôi nhà mới của con, cái ngôi nhà này rộng dữ lắm, ở dưới có đồng loại của con ở dưới á, có thể sống ở đây cho tới mãn đời luôn. Nhớ đừng có đi đâu nha, cái thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, đi ra ngoài thì người ta bắt được, người ta sẽ ăn thịt mình. Đó, ở đây suy nghĩ điều thiện, làm điều thiện rồi hành thiện, để kiếp sau không có làm con rùa hoặc là con cua đinh hoặc là con càng đước gì nữa, để được lên làm người nha con. Nhớ nha, đừng có đi ra ngoài, ở đây nha. Rồi sáng bắt kinh giảng cho nghe. Rồi nhắc này đi đi. Quá ốm à, ốm khủng khiếp luôn quá. Ốm gì đâu mà nó thục bốn cái chân trong, tuốt tuốt ở trong. Đi ra, đi được. Mình sáng mời mới thả, mà thôi thả giấc này đi, ốm quá rồi. Đi đi con. Đi đi con. Đi đi con. Trời ơi, coi nó nổi lên không nha. Nó nổi lên đúng rồi con, nổi lên kìa. Nổi lên kìa. Nó nổi lên nó gán nó lội xuống, nhưng mà nó phịch lên kìa. Nó phịch lên rồi nó gán nó lội xuống. Kìa, nó phịch lên kìa. Quá ốm rồi, quá ôi, con nhôm nhách luôn. Đó, con này đúng ra là con thứ 6 của bác, nhưng mà hiện tại là mình đã nghe nói người ta đã bắt được 4 con rồi. Có nghĩa là trước đây mình đã từng thả 5 con như vậy, nhưng mà 4 con đã ra ngoài người ta bắt được rồi. Thì chỉ còn có một con với ở đây, mình vừa thả thêm một con nữa là 2 con. Có nghĩa là ở đây là mình biết chắc chắn ở đây bây giờ còn 2 con. Là tại vì cái thời gian trước đó cô á, thì mình cứ gào như vậy, có nghĩa là mình đã có những cái bờ thành như vậy nè cô á, có những cái bờ thành đó, bờ thành ở đây cô á thấy nè ha, thấy người ta còn đi hơi khó thấy không, để cô á thấy nè, ví dụ như ở đây là bờ thành một gang nè,
2 gan nè, hơn 2 gan quá, có nghĩa là khoảng 5 tấc. Cái gì mà theo liếm hoài. Đó, khoảng 5 tấc, có chỗ thì thấp hơn khoảng 4 tấc cô á, có nghĩa là khoảng 2 gan. Đó, nhưng mà ngặt cái của cô nó bò ra được. Nó bự quá, thành ra nó bò ra được. Ví dụ như những cái chỗ này nè, có thể nó bò ra được. Mình không ngờ là nó sẽ đi nhiều đến mức độ đó, 1 gan nè, có 2 gan. 1-2 gan chút xíu, có nghĩa là khoảng 3 tấc 8 thôi. Mình nghĩ nó cũng ít đi thôi, mình chỉ gào trắng gì là được quá. Nhưng mà không ngờ nó đi quá. Rồi cái bây giờ nó ra ngoài nghe phong phanh người ta bắt được là trước đây mình 5 con mà chỉ còn có 4 con. 4 con hết quá. Rồi cái bắt đầu cái còn 3 con, tại nói người ta ở ngoài ta mới bắt được nữa. Rồi từ từ nghe còn 2 con, từ từ nghe còn 1 con. Có nghĩa là cái con còn lại này là của người hàng xóm ở đây nè cô á, của người hàng xóm ở đây người ta cũng bắt được nữa, nhưng mà người hàng xóm này lại đem lại cho ngược cho mình. Cái gì hàng xóm này là gia đình ăn chay, thành ra người ta biết cái con này là của mình, người ta cho lại. Còn những cái con kia nó rơi vào cái tay của người ngoài, rồi người ta giữ, rồi một số thì người ta đem bán này kia, rồi nói chung nó cũng không biết sao mà nói. Nói chung là mình ở đây trước đây có 5 con mà nó đã đi 4 con rồi cô bác, chỉ còn 1 con một thôi. Là cái con vừa rồi mình bắt đó, cô bác thấy nó ú na ú nặng ha. Tại vì cái ao này bề ngang khoảng 21 mét, mà cỡ này mùa nước nổi rồi thì cái bề ngang này chắc cũng cả tăng thêm được cả 1-2 mét nữa. Tại nước tràn lên hai bên đó cô bác, thì chắc khoảng cỡ 22 mét trở lên, và chiều dài nó khoảng 65 mét hay gì đó. Rồi nước lên chắc cũng được khoảng 66-67 mét. Nói chung cái ao này rất là rộng cô bác. Ngày xưa mình chăn nuôi ở đây, nhưng mà sau khi ăn chay rồi thôi, không có chăn nuôi nữa, đập bỏ, phá bỏ hết toàn bộ của nó. Thì ngày xưa thì mình nuôi, nhưng mà bây giờ mình không có nuôi nữa. Nhưng mà ngặt cái thả nó thì không biết thả đâu của nó, thôi con, ôm hoài. Thả nó thì không biết thả đâu của nó, tại ở bên ngoài á, thì câu lưới gì, chích điện gì đủ kiểu hết. Ngay cả ở ngoài cái sông lớn, cái sông Hậu ngoài kia thì người ta cũng cào suốt ngày, thành ra không có thả được quá. Còn thả mấy cái chỗ phóng sinh ở trong chùa, mình thấy người ta thả nghẹt con gì đâu, nó lội thục xịn cho nhìn thấy nó cũng không có được quá. Ví dụ như ở trên chỗ Đức Cố Quảng á, ai cũng đè lên cái chỗ Đức Cố Quảng, cái lò rèn bẫy thưa đó quá, mình đã lên đó nhiều lần rồi, mình thấy nó lội thục xịn ở trong quá, có nghĩa là nhiều quá, nó lội mà nó sình sình, nó ô nhiễm trầm trọng luôn. Nó dơ quá, sao dơ, ở cái đó còn hơn trong ngục tù nó quá. Thành ra là cái số lượng nhiều quá, nó chịu không nói. Ví dụ như trên đó thả chừng 2-3 con, 3-4 con thì được, mà bây giờ người ta đẻ ta thả nhiều quá rồi, thành ra bây giờ nó thục xỉn luôn. Ví dụ như cái ao mình thả chừng vài chục con được, nhưng mà thả ví dụ như cả chừng 100 con trở lên là cái ao này chịu không nói quá, là nó còn tệ hại luôn. Thay vì phóng sinh người ta mà cái này giống như là mình bỏ tù, tại nó dơ quá. Rồi số lượng nhiều rồi nó đâu có tự kiếm thức ăn được quá. Số lượng ít đó thì nó lên bờ nó ăn uống, nó cỏ gác này quá, nó có gì nè thì nó ăn uống rồi được, hoặc ở dưới thì nó ăn ốc, giả sử thì nó sống được, có nghĩa là số lượng ít thì nó sống được theo cái kiểu thiên nhiên. Giống như ngày xưa ở đây á, người ta nuôi tôm á quá, là người ta khỏi cho ăn, người ta nuôi số lượng ít thì nó tự ăn được, nó tự kiếm này kiếm ăn được. Nhưng mà nuôi số lượng nhiều kiểu công nghiệp thì phải bắt buộc phải cho ăn thức ăn này kia. Tại ngày xưa mình cũng nuôi đủ thứ ở đây nè, lươn, rắn, rùa, ba, chuột, tàu, chăn, gì đủ kiểu hết trơn quá. Vì cuộc sống mưu sinh mà, làm đủ nghề hết, và nuôi đủ thứ, chơi săn, bắt hái lượm, làm chuyện gì cũng làm hết. Nhưng mà bây giờ thì ăn chay à, mình không có làm cái vụ đó nữa. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình nghe nó đi, còn cái con cuối cùng đó của mình lại sợ nó lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm nữa. Thì thôi, bây giờ sức tiền túi, bắt đầu gào mấy cái này lại. Thì tới cái thời điểm hiện tại, đó, như có thấy nè, cái lưới này, ví dụ như mình căng ra ở đây, là có thấy là 1 gan nè, 2 gan nè, khoảng 5 tấc nữa. Có nghĩa là mình làm cái dè từ cái bờ thành ra khoảng 5 tấc nữa nè. Đó là trung bình đó cô bác. Thì ở dưới này nó bò lên cả cái bờ thành. Ví dụ như cái bờ thành ngày xưa là nó bò lên cái là nó chân lởn, là nó có thể bò ra ngoài. Mình quay mà nó đè hai con nó nghe nó cạp hoài gì nè. Rồi cô bác sao mà quay được nó đè nó cạp gì nè. Nghe nó cạp hoài, con vô đi chút xíu cho bánh nè. Đó. Thì nó bò lên cái bờ thành này và nó có thể ra ngoài luôn. Còn bây giờ mình đã căng lưới 5 tấc làm cái dè vô nè cô á. Đó, cái giềng thì mình ở đây. Trời ơi, nó bò lên mình mấy mình còn quá lâu, nó leo lên chứ con này nó đâu có bò. Thôi con xuống đi con. Để
để cha kiếm tiền nuôi con, để quay phim kiếm tiền nuôi con. Rồi nghe, xuống đây. Nó nằm luôn ở đây mẹ rồi nói nó làm giả luôn rồi. Rồi thì nằm yên nó nghe, để nói chuyện tao quay phim chút xíu để cho kết thúc cái chuyện này, cái chuyện nhiều chuyện. Thường thì nó sẽ bò ra ngoài, và nếu như nó bò lên tới cái mí này, có thể cái giò nó móc, cái giò sau nó móc vô mấy cái chỗ mà cái tường mà nó bị lòi lõm vậy nè cô á. Cái giò trên thì nó bấu vô, cái từ từ nó leo ra ngoài. Tại vì mấy con đó nó cũng có sức mạnh lắm, thôi mạnh con nào mới đeo cái kiểu này rồi sao lại nè. Thôi con, thôi không có liếm nữa, chịu hết nổi rồi nha, thôi đứng dậy nói chuyện nè. Nó cũng không tha mình nữa. Thì nó bò lên cái mí này, thì cái mí này khoảng 5 tấc thì cũng hơi khó ra đó. Còn bây giờ là gần như không phải mình nói, khoảng 99% là nó không bao giờ ra được nữa. Tại vì nó bò tới cái mí tường này quá, rồi nó sẽ tung lên ở đây 5 tấc rồi làm sao nó tung được. Ở trên đầu thì 5 tấc nè, thì không có tung được. Có thấy gào giáp giường rồi quá. Bữa hổm mình cũng có quay đoạn của thấy ha. Thành ra hiện tại ở cái khu vực này cũng khá là an toàn đó, thì mình thả con nào có thể là sẽ chắc ăn con đó. Nhưng mà cái này thì mình không có chuyên đi phóng sinh đâu quá, mình không có cái vụ phóng thống đó, là mình nói thiệt, mình đó giờ mình không có tham gia mấy vụ đó, và cái chuyện gì mà liên quan tới tiền bạc thì mình cũng không có nhúng tay vào đó. Cái này là nói chung là thấy tội nghiệp rồi mua thả nó thôi, chứ mình không có phóng gì hết. Giáp hết rồi đó ha. Quá thấy mấy cưới mình vào cặp mấy cặp mấy đó. Vậy thì bây giờ gần như là nó không thể nào nó ra được. Quá giờ này để em quay gần để quá thấy. Cái lưới này thì mình thuộc lọt khoảng chừng 3-4 ngón tay, trong khi thì nó chà bá, nó bề ngang nó cả hơn 2 gang, gần 3 gang đó cô bác, bề ngang nó gần 3 gang, mà cái này mình thọt lọt có 4 ngón tay à. Thì dù cho nó gách một mặt, hai mặt, ba mặt lưới này đi thì nó cũng không trụ lọt. Cái này là bảo vệ an toàn bà mẹ và trẻ em rồi đó. Còn trên này là trái mãng cầu ta đó. Chắc nó cũng chín tựa lừa tàn lan cho cô bác luôn. Nhóc trái cho nè cô bác, vô nè. Ôi dồi ôi, trái mãng cầu ta quả na đó cô bác, trái này ăn ngọt vô cùng luôn, bao cô bác ngọt luôn, ngọt lắm nha. Coi trái này, ui ui trái này mới đụng con chó, không lẽ bây giờ ăn. Nhưng mà dạch ra để cô bác mình xem nè, mấy trái này đã thu hoạch rồi nè, sẵn quay một đoạn nha, cái kết của cái series này nha. Đó. Tại vì sao? Tại vì cái series này là nó mới ra con này. Bây giờ ủa lộn đấy, cái đèn mà tôi rồi chết rồi, nó mềm quá cô bác, mình cầm nãy giờ nè. Ồ, cô bác thấy không, cái này là hoàn toàn không có dầu nha cô bác, có nghĩa là cái vỏ của nó bây giờ nó đã quá chín rồi. Cô bác chỉ cần lấy cái tay tấp nhẹ là nó ra vỏ nè. Và cái này ăn hổm rồi mình ăn rồi cô bác, cô nó rất là ngọt. Thực sự nó rất là ngọt, cô bác mua ở chợ không thể nào mà ngọt bằng cái trái của mình ở đây. Cái này là nói sự thật. Tại vì ở chợ bây giờ người ta trồng mấy cây ghép, cô bác. Ta trồng cây ghép, ghép với bình bát này kia rồi đó. Thành ra nó không có còn cái vị ngọt của nó nữa, vốn có của nó. Mà cái trái nó bự lắm cô bác, nó bự lắm. Còn cái trái truyền thống của mình nó không có bự không đâu, nó nhỏ thôi. Mà cái chỗ cái đất của mình ở đây nó chịu không sao không biết. Ăn thật sự nó rất là ngọt, rất là ngon luôn. Bởi vì bữa hổm mình nói vui quá, cái này nè, nếu như thật sự 200 ngàn một ký thì mình ăn nó cũng rất là xứng đáng đồng tiền luôn cô bác. Nếu như mà cái măng cục á, cô bác ăn khoảng 70 ngàn, 80 ngàn ký mình nói giả sử đi, thì cái này mua 200 ngàn thì vẫn đã ăn ngon. Còn cái mảng cầu xiêm của mình á, bây giờ ra chợ ăn nó cũng không ngon nữa cô bác. Người ta ghép với phân thuốc quá, ăn nó lặt nhắt lặt nhiễu, nó không có còn cái chất nữa đó. Còn cái mảng cầu ta này thì tại vì ở đây mình trồng ăn chứ mình không bán, mình chỉ có một cây đó thôi. Thành ra là mình nói cô bác cái này là ăn rất là ngon, cái này ăn rất là ngon. Để mời mình thăm, mời thăm nữa. Cái này sẵn đây để rửa tay mới được, tại hồi nãy ấy con chó rất là không thể nào cầm ăn được. Mà cái này nó ngon quá cơ, hổng mà mình ăn à. Giờ bữa nay mình thả cái con cần đước này, đúng ra là con thứ 6, nhưng mà hiện tại mình chắc chắn ở đây còn 2 con là con vừa thả. Với trước đó một con ông hàng xóm, ông trả lại, ông cho mình đó, ông cho lại mình đó, là mình ở đây hiện tại 2 con đó. Đó, giờ cái con ông hàng xóm, con hàng xóm đưa, không phải. Có nghĩa là con ông hàng xóm đưa là bây giờ nó đi rồi.
tại vì con ông hàng xóm đưa là bữa hổm dưới cái mai nó có một cái vết chày rất là lớn và nó bị thúi một lỗ rồi á. Còn cái con vừa rồi của mình là mình quay cho cô bác xem ha, là cái mai của nó ở dưới á, nó không có thúi và nó hoàn toàn nó mới chát, nó không có bị chày miếng nào chứ cô bác, nó bóng lưỡng ha. Đó, thành ra là không phải, có nghĩa là con của ông hàng xóm hổm đem lại đây là nó đã đi rồi cô bác, nó đã đi rồi, ta bắt rồi. Còn cái con mà mình vừa rồi mới quay cho cô bác xem cái sót ngắn đó, con càng đước đó, cô bác xem mấy cái sót ngắn gần đây nhất đó, rồi khoảng 2-3 bữa trước nó mới lên đó, thì cái con đó thì cái bụng của nó bóng lưỡng rồi, và nó không có cái vết thúi ở dưới cái bụng của nó, vết thúi cái bụng khoảng bằng cùm tay đó. Bữa hổm mình có để ý đó, thành ra là không phải, nó chạy chân, bữa hổm nó chạy cái bụng chân và nó có cái vết thúi khoảng bằng cùm tay. Thì nếu như mới thả đây có mười mấy ngày thì không thể nào mà nó lành nguyên cái vết xước ở dưới bụng. Vết xước dưới bụng là bị nặng đó. Có thể trải qua khoảng chừng cả năm đó, nó mới có thể nó lành lại được. Có nghĩa nó thay cái lớp sừng mới nó lành được. Chứ không thể nào mà chừng mười mấy bữa mà nó lành được cơ á. Thành ra là có thể con ông hàng xóm là đã bị người ta bắt nữa rồi. Mới đây nghe nói ở dưới kia người ta bắt được con 7-8 kg vậy đó, là chắc con đó rồi. Có nghĩa là trước khi thả thì mình cũng có dặn dò nó như nãy cô bác, gán ở đây. Ở đây cái chỗ này là cái chỗ nó tự do, nó sống muốn sao sao, nó rộng rãi thoáng mát, còn ra ngoài rất là nguy hiểm, mình đã dặn nó rồi. Nhưng mà chắc tại vì cái nghiệp của nó còn khổ, thành ra là nó đi ra ngoài rồi đó cô bác, người ta bắt có thể là người ta nhốt nó ở cái phạm vi nhỏ, ví dụ là để trong cái hồ bề dài khoảng chừng mét, bề ngang khoảng chừng 2 mét, hoặc là để trong cái nồi hay gì á, thì suốt đời của nó thì phải chịu cái cảnh mà chặt hẹp như vậy rồi. Chắc là cái số nó vậy. Còn cái này cái ao rộng rãi rồi nó không ở thôi cũng đành chịu vậy. Tại vì mình ở đây là thôi tự nhiên, chứ mình không có cố tình làm một cái việc gì hết. Ví dụ như mình nói nửa tháng là mình sẽ đi phóng sinh lần, hoặc là trong 2-3 tháng gì đó mình phải đặt mục tiêu là phải thả con này con kia, không bây giờ mình có những cái việc mà làm phước gì của bác, mà thôi tùy duyên. Nhiều khi cả năm trời, 2-3 năm trời mình cũng không có thả cái gì hết, nhưng mà nhiều khi chỉ trong một tháng mà mình có thể thả rất là nhiều. Cái đó là thôi mình gặp mình tùy duyên thôi, mình gặp mình thấy thương đó thì mình mua mình thả thôi, chứ không có cần suy nghĩ nhiều. Còn cái việc nó đi hay ở, cái đó là cái quyền của nó, nhưng mà mình sẽ cố gắng bảo vệ nó để nó không có rơi vào những cái hoàn cảnh khổ hơn nữa. Đó là cái con càng đứa hôm nay thì mình thấy thả vậy là nó an toàn rồi đó. Giấc này là chuẩn bị vô nhà có đồ đạc rồi, chưa đem vô hết nè. Ở đây mình còn 2 bọc nữa nè. Đó, mấy cái đồ lặt giặt á, mấy cái đồ mình chưa giặt á cô á, có nghĩa lên trển là mình thay đồ khô ở ngoài đi con, mình thay đồ khô rồi về đây mình mới giặt cô á, tại trên đó không có chỗ phơi. Ở ngoài đi con, chú đem bánh ra cho con ăn đó. Đó, đây chắc mình cầu to thì để đây đi. Đó, con mèo của mình đó kìa, cái đèn này, cái tay giờ đi rửa cái tay cái coi. Có thể mình cắt cái đoạn này để làm cái sót ngắn bữa nay để cho nó có phim, ta đi 3-4 bữa rồi không có phim. Thả cái khúc này để cho ở vòng sớm người ta lỡ có bắt được cái cô bác thì người ta thấy mình có đăng con này gì đó, có thể là người ta thương, người ta sẽ cho lại mình. Cho nhiều khi người ta thấy thích người ta nuôi, nhưng mà nuôi cũng cực lắm, quá nuôi trong xô, trong chậu, trong nồi đó thì nó cũng cực lắm. Còn ở đây thì mình thả vô ao thì nó tự do, nó muốn làm nó làm. Đó, là mình thả vô rồi mang giày trong nhà luôn. Đó, mèo mình nè, nãy giờ mới gặp nó. Còn con mèo nhỏ thì nãy mình đã gặp rồi. Ở đây mình đã đem được 2 ba lô rồi, này nó tới cái chỗ hồi ôi nó quét vô cái gì luôn rồi nè, quét vô cái cọng lá dừa luôn rồi nè. Đó, cái này là cái máy hút bụi tự động rồi, nó tự vô đây rồi nó hút rồi nó hết pin rồi đó, nó vô chỗ sạc đó, tôi thấy đó. Đó, ao nó tự chạy vô chỗ sạc, nó sạc rồi. Còn cái cọng này xong rồi nó hút vô cái cọng lá dừa nè. Rồi trong nhà mèo của mình, mèo này theo mình cả chục năm nay rồi đó cô bác, mà nó bị BD không bao giờ đẻ con, dù nó là mèo cái luôn luôn có bầu nhưng không bao giờ có con. Kế hoạch hóa gia đình dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Hiện tại có nó với đứa nhỏ này, với đứa nhỏ mới nè,
Đây, tại nó thấy cái đèn mình sáng quá nó sợ, nhưng mà không có cái đèn thì mình quay phim có không thấy. Và mình sẽ được một thành viên mới nữa. Đây là bé khủng long mình mới sưu tầm về. Bữa hổm là được một bé khủng long cổ dài, bữa nay được một bé khủng long có sừng. Mình lấy cái cục sạc, cái dây sạc điện thoại mình buộc nó cho hết chỗ để luôn của bác ơi. Một mình mà hai cái ba lô, thêm hai ba bị đồ nữa, tại mấy cái đồ lặt vặt này kia mình đang theo nhiều thứ cho mua bánh trái rồi đem về được nữa. Đây, nhỏ nè, thấy cưng không? Đó, đẹp ghê chưa, thấy cưng không? Đó, thì ở trong mình đã có một con nữa nhỏ. Đó, ở trong mình có một con nữa để review cho bác xem nha. Một con đó, bây giờ bỏ cái đèn này đi, trong nhà mình có đèn này, bỏ đèn đi. Cái đèn này đèn siêu sáng rồi á, sáng khoảng 1000 mét á, zoom được luôn, đèn nó cũng khá xịn á. Thì ở đây khu đồ chơi mình nè, có con Minion nè, Minion này là của farm tặng nha. Còn cái con khủng long cổ già này bữa hổm đi núi, xuống dưới chân núi gặp farm, cục farm tặng nè. Tại vì cô bác coi phim của mình biết mình thích mấy đồ chơi này nè. Mấy đã chưa? Hai con. Rồi mới mốt gặp cô bác nào mua cho mình con nó đi ạ. Đã ghê chưa? Đã ghê chưa? Bự lắm cô bác. Để mình đưa tay cô bác coi nè. Chà bá luôn. Con này con là khủng long ăn lá cây nha. Này cũng ăn lá cây nữa nha cô bác. Mua cái loại hiền không à. Còn cái loại mà nó ăn thịt đó, nhìn nó không dữ quá. Ở đây thì cái con này là con giả nè. Con này mới con khủng long thiệt nha, còn con này con khủng long mèo. Đúng rồi, thấy con mèo so với con khủng long là nhỏ, con khủng long đó nè. Con ngồi đây coi. Đó. Để mà lấy ví dụ nha, coi nó bay lớn thì đã ghê chưa. Con mắt nó nè, xanh dờn luôn nha. Đó, con mắt này cũng xanh dờn nha, thấy cưng lắm. Đó, hai con đi qua đi lại. Đã chưa, chừng nữa mình sẽ mua một cái tủ tương tự như những cái tủ của mình đó đây nè. Đó, bỏ nó vô chỉ là khủng long thôi, toàn bộ là khủng long hết. Đó, hôm nay mình tủ nữa. Mình xây một vòng ở trong cái tích liều tranh của mình. Ở đây mình mua được một số món nữa. Đó, nãy hết pin nữa của bác ơi, lợi tới cái trạm dừng chân hết pin, nói chung mình mua. Ở ngoài kia máy bọc với cái này rồi, bánh trái này kia tùm lum hết, đủ thứ hết. Đây, ở đây mình mua được hai cái gựa. Cho cô bác mình xem được khi mình đi mình sẽ tha về được những cái gì. Xách đồ, mấy cái đồ khi vô luôn để coi cái nào bên mình mua được cái nào để cho cô bác mình xem. Cái này là trong cái túi nó rớt ra. Cái này là cái võng. Cái này là cái búa Nhật nè cô bác. Áo cụ giặt vũ tùm lum, laptop đồ đó, đang truyền dữ liệu đồ này kia. Còn ở bên này là con dao nhíp, bên này là con dao mèo. Mở ra luôn đi, hồi dẹp luôn, về tới ổ rồi đó. Con dao mèo, còn trên đây là hai bé khủng long của mình. Mình đem xuống dưới luôn đi cho nó ủng hộ. Đó, bữa nay mình sẽ mua được cái gì? Chắc là chưa ăn cơm. Cưng không? Cưng hết biết hả? Bây giờ đem đồ của mình vô. Ôi ôi, cái trái mẳng cầu ta nè. Úi dồi ôi. Trái này thì chắc chắn không có dồi luôn. Tại bữa hổm mọc cũng khá sớm. Rồi 1, 2, 3, 4 xíu. Bây giờ có bánh đây nè, mà không biết làm sao đây nè. Tại mình kẹt có con tay quay phim nó thành ra cho bánh. Cho nó ăn bánh đặc sản luôn đi. Cái bánh này bánh ngũ cốc. Hoặc là mình cho nó ăn bánh gì bây giờ đi nè. Cho nó ăn bánh ngũ cốc đi. Đứa cái bánh mà bánh ngũ cốc nó hơi cứng sao nó ăn không được hết chứ. Bánh ngũ cốc là đặc sản Hà Nội. Có thể mình cho nó bắn cái bánh chiên này đi, dễ hơn. Nhỏ mình nhiều khi mình thèm mình ăn được quá cô, còn nó đâu có thể nào mà tự mua ăn được. Okay, sao mà xé lọc này ra được thì nè. Trời, cái chỗ xé không? Nè, không có cái chỗ xé nè.
cắn được. Không có xả rác nha, cái nhà của mình là đảm bảo cô bác không bao giờ có rác xung quanh nhà. Từ khi có ai lạ lạ lại không biết á, cái xả rác thôi, chứ cái nhà của mình là xung quanh nhà cho đến ra tới ngoài vườn. Ở đây khoảng 8.000 mét vuông mà cô bác gom lại được chừng chục cái bọc là cũng khen cô bác. Mình đi tới đâu mà thấy bọc hay gì là mình dẹp cho. Rồi giờ nó nè, giờ nó nè. Ôi rồi ôi. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. 6 trong nhà, hai con mèo nữa là 8. 8 con rồng này nữa là 9. Một con rồng nó mở mắt nhìn mình nè. Ui giời ơi. Nhưng mà ban đêm không đụng nó nghe, tại vì con mắt của nó yếu á. Ban đêm nó sẽ không biết là ai, bởi vì sáng mơ là mình mới giỡn với nó được. Để ban đêm thò tay vô nó cắn mình à. Rồi bây giờ ăn bánh nè con. Mỗi đứa một cái để cho nhanh nhanh để nó lột. Hồi con gấu kìa, gấu. Ôi giời, con gấu kìa, gấu. Ôi gấu kìa, gấu kìa. Gấu nè, gấu. Ôi giời ơi, thấy cưng không? Gấu nè, con nè. Ăn hành hạ tao nữa nè con. Ăn cái đi, đứa cái đi nè. Đốm nè, đốm nè con, đốm nè, đốm nè. À nè nè, đốm. Đốm nè, đốm. Đốm thì nó nhớ. Nè, đi nè. Đi nè, đó. Mực nè, mực nó ăn không? Rồi, đứa thả đi nè. Đó, ăn giết đi, hết cho thêm cái nữa. Đứa thả đi nè. Sống ăn Phi, Phi. Ăn con, nè, bẻ rồi ta ăn là sống biết ăn. Phi nó không biết ăn. Ờ, bẻ nhỏ thì nó biết ăn. Nè, ăn đi con. 11 chai về mừng nữa nha. Đốm, 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 đốm. Đốm không ăn, đốm nó theo phụ không à. Nó chơi với mình. Đấm 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 nè con, đấm nè nè con nè, ăn ăn con, ăn không nè, đấm 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 không ăn nè, đi nè ăn đi con. Cái bánh này như nó không phê nè, nè nè ở đây còn cái nữa nè, ăn cái đó đi con. Mèo nó, mèo ăn thấy cưng không? Ăn nằm trên bếp ăn nè con. Ăn đi. Bánh này không biết cái bánh gì, bánh gạo gì mà không. Bánh gạo. Còn Phi nó không biết ăn rồi. Nè, con cá nè tha vui thôi. Nè, còn nữa nè. Con đốm không biết ăn. Nè nè cho con cái nè. Rồi mình mua mấy bọc bánh là. Nè con. À. Trong nhà nó con mèo thì nó không biết ăn bánh, nhưng mà mình sẽ có những cái món cho con mèo riêng. Tại vì con mèo thì nè, con mèo nè. Nó sẽ ăn có những cái món bánh đó mà mình biết họ mình sẽ cho nó ăn sao. Với họ mình ăn cơm là nó ở trong nhà thì mình sẽ cho nó ăn sao thôi. Chứ mèo thì nó không ăn mấy bánh nào đâu. Rồi. Vô ông ngoài vô than ồn. Con Phi nó vô nó than phục mình ở ngoài con ở ngoài nha. Đó, cái này là cái hệ thống tự động này quá, khi mình vô mình kéo một cái là cái cửa nhà mình bật ra đó. Rồi khi mình đẩy mạnh vô cái là nó sẽ vô khớp đó. Đây đó, gì đó con mèo nè, ăn được không? Ăn được không? Cho con miếng này ăn được không? Nghi quá, ăn được không? Ô nó ăn được nè. Nó ăn. Mấy cái nhỏ này đòi ăn nữa nè. Nó đổ rồi. Đổ cái chân nè. Nó ra. Nè, mèo mèo nè. Nè, mèo con. Mèo nè. Vì nó biết ăn. Nè, con ăn. Ta, mèo con. Nè, ta. Mèo, mèo. Trong này nè. Giờ phải vô tới trường yêu. Con cái này, à, cái này của mình ăn không? Mấy nhà nó kén ăn lắm. Nè, ăn đi con. Ăn được không? Ồ, mừng quá, nó ăn được rồi. Chứ nó, cô bác biết, nó ăn cả bánh mặt trời. Bánh mặt trời là cái bánh quy á. Hôm kia mình có mua bánh quy để dự trữ. Nó nói con mèo trong nhà nó ăn. Thôi. Ăn đi mèo, ăn đi con. Cảm ơn, nè, ăn đi. Rồi, còn ăn miếng đi. Mình làm ăn.
giấu nha. Ai cái món đồ vậy đi nha. Đồ của mình tổng cộng này dữ dằn. Mình đợt này là có review cái bếp nữa không nha. Cái bếp ơi, cái nồi với cái bếp. Cái này là bánh ngũ cốc. Còn cái này là mấy cái bánh bánh khoai hay gì quên mất tiêu rồi. Mua ở mấy cái trạm dừng chân đó cô á. Còn cái này là chảo. Cái chảo mua ở trạm dừng chân nè. Cái chảo này chảo nhôm Thái nha cô á, nhôm Thái 120.000 còn giá luôn. Chảo nhôm Thái nó dày dữ lắm luôn cô á, mà cái chảo này chảo chống dính luôn, 25. Có nghĩa là 2,5 tấc đó cô á. Cái mặt của nó đó, cái mặt đường kính của nó 2,5 tấc. Mình thấy cái chảo này ngộ quá, nó nặng chì ghê quá thôi. Chảo nhôm Thái, để nếu như chừng nữa mà nó im á, thì mình sẽ mua thêm vài cái nữa. Nó nhiều kích cỡ lắm, lớn, vừa, nhỏ rồi vân vân. Cái chảo này thấy cưng không? Mình thích những cái đồ nhỏ gì nè. Ở nhà mình có 2 người á. Đó, có thể là cái chảo này là vừa. Một số mấy cái đồ là vừa. Từ lưa tùm lum tàn lan tan hết trơn, để coi mấy cái nào cần thiết thôi. Ví dụ như mình ở đây là mình mua được cái này là cái đồ mà để mình cướp lá chuối, hoặc là mình chọc lá chuối, hoặc là mình chọc dừa, hoặc là mình đẩy dừa. Ví dụ như cái tàu dừa ở trên cao á, mình đẩy lên thì nó cũng đứt, hoặc là mình đẩy cái bắp chuối cũng đứt, rồi mình kéo xuống nó cũng đứt. Nó có cái ngạnh ở trên này quá, có nghĩa là mình được hai chiều, mình đẩy lên nó cũng đứt, hoặc là mình móc xuống này cũng đứt. Này, cái này theo mình nghĩ thì có thể mình chọc cái bắp chuối quanh vườn nhà của mình được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nãy bỏ đâu rồi, còn cái cuồng éo nữa. Nãy mình còn mua một đâu rồi, chắc trong cái đống đồ này quá ta. Đây. Mình mua thêm một cái nữa nè. Cái này thì nó mini hơn nữa, có nghĩa là nữa mình làm cái này cho nó nhỏ thôi. Cái này cũng tương tự vậy, có thể là mình giật được bắp chuối và chọc được lá chuối. Có nhẽ mấy lá chuối khô trong vườn của mình đó cô á, nó dơ á. Cái bắt đầu mình nối cái cây khoảng chừng 1.5-2 mét vậy đó, nó cao vừa cái tầm của cái cây chuối á. Cái mình ở dưới mình chỉ cần đi tới đâu cái mình trọt lên tới đó là nó sẽ đứt mấy cái lá chuối rớt xuống. Và mình cần thiết thì mình sẽ móc cái chiều này, mình móc xuống rồi á, thì nó sẽ sạch sẽ được cái giường của mình, dây nhợ này kia đó. Cái này thì nó mỏng nhẹ thôi đó. Còn cái này thì nó dày nặng nha đó. Hai cái hơi khác nhau chút xíu rồi á, nhưng mà cái kết cấu thì nó cũng tương tự như nhau, cái chức năng cũng tương tự. Và ở đây là mình mua cái dao trầm bứt để mà lột dừa đó. Tại vì mình ở đây là mất tiêu cái dao lột dừa rồi, thành ra mua cái dao này để lột dừa quá. Bây giờ phải khui cái dao lột dừa được rồi. Mình thấy có nghĩa là cái dao tình bất thần chứ nó không có gì hết. Cái này mình mua theo cái nhu cầu của mình sử dụng nha. Bây giờ quấn bọc ni lông cứng ngắc rồi. Mình lấy cái dao mèo đi. Dao mèo này thật ra là nó nhọn dữ lắm cô á, nhưng mà mình đã cắt bớt cái mỏ của nó rồi, sợ mình gặp công an ta kiểm tra này kia rồi nó lu bu. Nghĩa là cái vũ khí dân dụng đó cô á, người ta cũng này kia, thành ra thôi mình cho nó an toàn đi, rồi mình cắt nó bớt trở thành một cái món giống như là xài hàng ngày gọt hoa quả thôi. Chứ cái đầu của nó nhọn thêm một khúc khoảng chừng 2-3 phân ở ngoài này nè. Các bác tưởng tượng nó sẽ nhọn khủng khiếp đó. Nhưng mà mình đã cưa cắt nhỏ để cho nó hiền lại bớt rồi. Con dao mèo thì nó bén dữ lắm. Còn cái con dao trên bước này là 130.000 đó, để lột dừa quá. Để dành lột dừa thì nó phải dừa tay, có nghĩa là mình cầm lâu nó không mỏi, nhưng mà nó sẽ không nhẹ quá. Hồi chiều mình cân đo đong đếm cái trọng lượng thì thấy nó vừa với cái của mình, cái bề dày của nó nè. Đó, quá nhìn cái dao nó nhỏ chứ nhiều khi nó nặng là do cái bề dày của nó.
Và cái thép của nó có tốt hay không đó, nói chung cái này cũng hơi khó nói của, nói chung là nó vừa cái ý của mình thôi. Còn nếu mà nó tuyệt đỉnh công phu đó, thì không thể nói được. Đó. Đây là cái nữa nè. Cái này là cây rựa mình mua trên cái lễ của rựa. Đó, mình lấy thung mình băng tùm lum nè để cho nó an toàn á. Thung băng như là thương binh luôn. Băng mấy chục con thung luôn. Tại vì mình nhiều đồ quá trên xe thế gì cho nó khó khăn lắm của cô. Về tới đây thì nó quá thấy nó lùm xùm hết, chứ thật ra trên xe ngồi cái chỗ ngồi vừa có cái chỗ ngồi thôi, mà mình để thêm một đống đồ nữa là nó rất là khó khăn luôn. Rồi di chuyển bữa nay chuyển xe này rồi chuyển qua xe kia gì tùm lum hết trơn. Rồi thành ra là nó cũng hơi gói nữa, hơi gói mình nữa. Mất để đồ trong bồng này kia đồ cũng chẳng ai. Đó. Quấn. Nói chung là người ta chỉ đưa mình cái bọc thôi, rồi mình lên xe cái mình thấy nó không an toàn, thành ra mình lấy bọc mình quấn thêm, rồi lấy ống hút đút thêm cái đầu nữa nè, để cho nó tránh được cái sự nguy hiểm. An toàn là bạn nha quá. Cái này á là mua ở khu vực Thới Sơn, mà có thể là những cái lò rèn ở bên Hòa Hảo. Tại những cái khu vực ở trên An Giang á, ta xài đồ rèn từ Hòa Hảo rất là nhiều. Mấy cái lò rèn ở trên đó rèn đồ rất là tốt luôn á, rất là tốt luôn. Này, một cái. Đây. Cái này kêu bằng cái rựa. Cái rựa là nó có cái đầu này luôn á. Cái đầu này có hai tác dụng. Thứ nhất, khi mình chặt đồ, chặt dừa này kia gì đi. Mình chặt dừa gì nè quá. Mình chặt trái dừa uống á, giả sử gì đây mình chặt gì thì nó có đụng với đất á, thì nó cũng tà cái đầu cái mỏ này, chứ nó không có liên quan tới cái lưỡi của á. Có nghĩa là cái lưỡi nó không bị ảnh hưởng, không sao, không có bị hư. Người ta làm cái đầu đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này khi ca cán vào mình có thể giật được lá cây này kia, mình móc mình méo mình kéo nó đi đó quá. Ví dụ này nè, móc méo rồi. Mà những cái dao thường sẽ không làm được cái việc đó. Cái đó là công dụng thứ hai. Công dụng thứ ba, nó sẽ làm nặng cái đầu của cái rựa này, và mình chặt nó sẽ rất là có lực. Ví dụ như cái rựa này mà nó không có cái đầu, nó chỉ ngang đây quá, thì mình chặt nó đâu có lực. Nhưng mà vì nó có cái đầu thêm một khúc nè, nó sẽ nặng cái trọng lượng, lực của nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái dao thường có thể mình chặt lúng vô khoảng chừng 2 phân thì nó có cái đầu này, nó có cái lực hơn là nó vô được khoảng 3 phân. Nó khoảng tương tự như vậy. Đó. Chút cho ăn bánh, nó tránh hơn. Ăn bánh nè. Nè, ra đây nè, đây nè con, ăn bánh nè. Nè, nè, nè. Ăn nữa hả? Xé nhỏ nhỏ thì dễ à. Rồi, ăn nữa con. Nào nhỏ nằm xuyên máy miền Tây mới đem qua đó. Thì ở đây là mình nuôi mấy con vật cơ nhỏ thôi mà, chứ không phải là của mình nuôi nữa. Mình nhận nuôi đó của tôi, nhưng mà nói thật ra cũng không phải nhận nuôi, nó thấy tội nghiệp rồi mình nuôi đó chứ sao nói. Nói chung là trả lời câu chuyện của mình đi. Cái rựa này thì mình thấy thép nó rất là tốt quá, tuy quá thấy nó rất là xù xì, nhưng mà mình không thích những cái nào mà nó bóng toán quá. Nhiều khi nó có cái vẻ bề ngoài chứ ở trong nó không có được tốt, nhưng mà mình cảm nhận được cái rựa này là một cái rựa tốt. Cô bác nhớ cái năm nào khi mà mình đi lễ 12 tháng 8 này mình cũng đem về một cái rựa, nhưng thời gian sau này á, mới khoảng mấy tháng nay thì bị mất rồi. Có ai mượn nó rồi là mất tiêu, mình kiếm không ra. Rồi về tới cái trạm dừng chân mình thấy cái rựa nhỏ nhỏ, vì mình mua thêm cái nữa, nó có cái cán sẵn với lại nó nhỏ, mua thêm cái nữa. Nhưng mà chắc nó sẽ không tốt bằng cái rựa mình mua ở trên lễ ở Thới Sơn. Theo cảm nhận của mình được là nó vậy đó nha. Nhưng mà mấy cái này thì nó cũng không cần thiết, tại có thể là mình chỉ dùng nó để mà gọt lá chuối này kia rồi thôi, để làm mấy việc lặt vặt. Thành ra hai cái rựa này thì cũng đều xài được hết, tại vì mình không phải dùng nó để chặt cây giống như người ta đi rừng á, là ta cầm mấy cái rựa nè để chặt cây rừng rồi đó cô á, để chặt củi này kia. Nói chung là dùng nó cần phải sắc bén này kia rồi dữ dằn, mình không cần thiết tới mức độ đó. À, thấy nè, hai cái. Nhưng mà khi cầm lên đó cô á, tôi cảm giác cái này á, nó cái dạng mà giống như là nó không có đã bằng cái này. Cái này thấy nó đầm hơn cô bác, nó đầm hơn. Cái chắc thép này có vẻ là nó nặng hơn. Tuy nó thô hơn cái này nó bóng bẩy nè cô bác, nó bóng bẩy nè. Nhưng mà theo cái cảm quan của mình á,
gọi là cái linh cảm của mình á, là cái này nó sẽ ngon hơn, im hơn, tuy nó xù xì nhưng nó sẽ có chất lượng hơn. Còn này nó trơn bóng cho mình thấy nó không có chất lượng bằng của cái đầu thằng này thì gọn hơn ha. Còn cái đầu thằng này á, thì từ nữa mình sẽ mài bớt quá, có nghĩa là mình sẽ cải tiến cho mình không để gì. Cái đầu này nè, từ nữa mình sẽ chừa cái mỏ nó khoảng chừng phân ngoài thôi, mình sẽ mài hơi cong, hơi cong giống như này vậy nè. Nhưng mà cái thằng này thì nó cong quá rồi, nhìn nó thô cái đầu vô. Nói chung tùy cái mỹ quan của mỗi người đó, mình sẽ mài gì nè, đó, mình sẽ mài xé giống như nè, đó, nó giống như cái mỏ thằng cò vậy ha. Bỏ cái phần này để cho nó đẹp, đó, đưa vô cái máy mình mài chút xíu là xong. Nói chung mình sẽ cải tiến sơ lại, và cái này thì nó không có cái cán, có thể là mình sẽ hàn cái cây tiếp vô. Cái cũ thì mình cũng có hàn cái tiếp vô quá, không mở mắt rồi. Cũng hơi tiếc, cái đó nó cũng vừa tay mình lắm. Cái này thì cũng im nè, à, còn cái này thì nó nhẹ hơn rất là nhiều quá. Cái này nó hơi không có chất lượng hung, nó tuy nó sắc sảo rồi chứ không có chất lượng hung. Nếu như cô bác nhìn cái vẻ bề ngoài của nó thì chắc chắn cô bác sẽ chọn cái này. À, cái này nó có cán luôn mà chỉ có 90.000 thôi cô bác. Trong khi cái này chùi lũi gì chưa tra cán gì hết mà nó là 120.000. Tuy nó xù xì vậy chứ nó có chất lượng đó. Còn này chưa có chắc có chất lượng đâu. Còn cái dao này thì mình cũng không cần bén nữa cô bác, mình chỉ cần cái độ đầm tay khi mình cầm mà mình cảm thấy cái tay của mình nó đầm nó vừa, mình cầm trong thời gian lâu được mà nó có đủ sức nặng là được. Tại vì mình lột dừa thì không cần bén cô bác, mình chỉ cần cái dao nó nặng để mình lẫy thôi. Còn cái khâu chặt xuống thì đâu có cần cái dao bén cô bác, tại vì mình chặt mà bén quá là nó đụng gáo hư cái gáo dừa này. Đó. Đây, đây là những cái món đồ mình mới mua được, đặc biệt rồi bánh trái này kia, với quan trọng là bát khủng long với cái chảo, 120.000 có giá luôn nè, 120.000 mà để coi im hay không. Mơi mốt thì nữa mình sẽ quay lật chặt gia đình mình sẽ nói về cái chảo này, cô bác nhớ đón xem hồi đầu quảng cáo. Mình thì có sao nói vậy đó, nếu như mà chất quất đó thì nó thiệt chứ bác, cô bác thì mình cũng nói chất quất là mình ngu mình gánh chịu, nhưng mà thử mình coi nó như thế nào thì cũng phải có người ngu mới có người khôn. Ví dụ như lần này mình mua cái cả chảo này chất quất thì mình nói cô bác là cái chảo nó không yên, mà người ta quảng cáo chất quất rồi là cái ngu của mình, nhưng mà sẽ là cái khôn của cô bác, có nghĩa là cô bác có đi đâu cũng gặp cái chảo, ta bán cái chảo mà chảo nhôm thái này nè, thì cô bác đã biết cái chảo đó nó không tốt và cô bác không mua là nhờ cái ngu của mình. Còn bây giờ mình chưa thử chưa biết được, thì theo mình nghĩ là cái chảo này chắc nó cũng có, nó có cái điểm gì đó nó hay quá cô, tại vì nó không bóng như cái chảo thường nha, không bóng giống như cái chảo thường nha, nó ngộ lắm mà không biết, mà không biết mình diễn tả sao cho cái chảo này nó dày dữ lắm, cầm nó nặng chì à, nó ngộ lắm. Cầm nó nặng chị ha, cái chảo cầm nó nặng chị ha, nó kỳ cục dị hợm lắm, nó ngon lắm. để nữa mình xào đồ đồ này kia, nhưng mà cái chảo của nó chắc không có màu nóng giống như chảo inox quá, nhôm mà chắc nó không có màu nóng như inox, người ta còn dùng nhôm để mà tán nhiệt mà. Nhưng mà để rồi xem cái người bán á, thì người ta nói cái loại này giữ nhiệt lâu lắm, mình cũng không biết sao, để rồi xem. Đây là mình đã sưu tầm thêm một bé khủng long nữa, cái này tập cuối thôi cô bác, tập cuối mình nhiều chuyện, cái này kiểu câu giờ. Đó, có dịp đi á, thì mình giả sử như mình gặp con nào đẹp đẹp á, thì mình sẽ mua thêm. Đó. Còn hai cái con này thì được cho cái cưng không, già cả rồi không có con cái, bây giờ mình chơi với khủng long này là khủng long cổ dài, còn cái này là khủng long hai sừng, phải khủng long hai sừng không ta, hả, là khủng long bốn sừng. À, cái chừng hết biết không, con mắt đỏ đỏ nè nghe, đã chưa bóp nó mềm mềm nữa quá, nó giống như cái da thật, cho bóp nó mềm mềm thấy cưng đó. Nè, cái bụng nó nè, ở dưới là có âm thanh nữa, mà cái âm thanh này chắc ta bán lâu quá bán không được, bây giờ nó hết kêu rồi, mình cũng quan trọng này, tại cái này mình chưng chơi mà. Chứ mình không có cần cái âm thanh nó khè, nó khù khì rồi đó. Thấy thương nhỏ không? Thấy cục nè, thấy cưng hết biết hả? Cái này đeo lên cái ba lô mình nhìn thấy cưng lắm.
rồi cái đóng chiến trường của mình. Thôi giấc này chuẩn bị vô kiếm cái gì đó ăn rồi tính tiếp. Rồi ngưng ha quá. Ủa quên, đang quay cái series đi núi. À, nếu như cái series này có mang thở là mình sẽ đặt cái tên gì để ta? Hành hương dịp lễ 12 tháng 8 năm 2024. Rồi, vậy đi có thôi. Vậy đi cho nó tiện ha. Chứ mình cũng không biết đặt cái tên gì nữa. Thì hành hương dịp lễ 12 tháng 8 là ngày xưa mình có series à. Nhưng mà cái này 12 tháng 8 của năm 2024. Mình đặt gì để cho dễ nhớ, có nghĩa là mình đi cái chuyến này là ngay cái dịp lễ của Phật Thầy Thầy An. Mình có cái vào cái kênh của mình, kênh Thuận Điền CT. Rồi có qua cái danh sách phát. Danh sách phát có nghĩa là trọn bộ. Mình coi một lần là sẽ coi được trọn bộ luôn, từ tập 1 đến tập 30 luôn. Giả sử gì đó, mình bấm vô coi là hết cái tập 1 nó sẽ nhảy qua tập 2, hết tập 2 nhảy qua tập 3, kế tiếp gì vậy. Ví dụ như bữa nay cô ấy coi tới cái tập 3 là cô ấy công việc à, cô ấy không có coi được nữa. Thì mơi mốt hay gì giả sử bữa nào rảnh cái cô ấy vào cái kênh của mình, cái qua danh sách phát, cái coi từ tập 4. Thì tập 4 xong cái nó tới tập 5, tập 6, tập 7 vậy. Có nghĩa là vào danh sách phát thôi quá. Chọn đúng cái series nào đó cho mình coi là nó sẽ đủ bộ luôn. Còn nếu cô bác mà coi bạ đại ở ngoài một tập á, thì cái tập thứ hai không biết đường đâu mà coi. Bởi vì vào cái danh sách phát á, tiếng Việt không cũng dễ à. Hoặc là cô bác nhờ mấy đứa nhỏ nhỏ nó gần lắm. Rồi nhắc này mình bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Không gian trái ngôi nhà bé bé của tớ nhỏ này là ngủ với mình nè, nhỏ này ngủ với mình hàng đêm á. Mình lấy cái mùng mình đắp lên nó để cho mũi nó đừng có cắn, cho mình không có cho vô trong mùng quá, vô trong mùng lông mèo lông chó dơ lắm, nó dính vô mà là ấy không ra đó. Mình chỉ ngủ để nó cặp miếng mùng và lấy cái miếng mùng mình phủ nó làm để cho mũi nó cắn. Dưới này là một đứa nhỏ đó, là nó chạy đi chơi à. Rồi, chỉ là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Thì trong cái lúc quay phim á, mình sẽ cố gắng truyền tải cho cô bác những cái gì chân thật nhất và những cái gì mình có thể quay được, mình sẽ cố gắng quay cho cô bác xem. Nhưng mà cái gì á, mà nó cố gắng nó chân thật quá thì đôi khi nó cũng không có cái gì đó nó hấp dẫn lắm đâu cô bác. Nhưng mà cô bác xem những cái gì xem, có nghĩa là những cái gì nó đã xảy ra đúng thật là như vậy. Vậy là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Mình ngưng vô ăn cơm cô bác rồi. Vô kiếm cơm ăn.